Được tiền để có thể duy trì ban nhạc đó là một câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Có một điểm chung giữa Bức Tường và Đa Láp đó là mọi người hầu hết đều học những chuyên ngành khác trước khi quyết định tới với âm nhạc. Ví dụ như Cào cũng đã có một quãng thời gian làm kỹ sư về cầu đường, đúng không ạ? Kỹ sư cầu đường có kiếm được không Cào? Công bằng mà nói thì nó có thu nhập tốt so với mặt bằng xã hội. Bởi vì em làm cái công việc đấy cho nên là em đủ sức để gọi là gồng gánh qua những cái năm đầu tiên không thể kiếm tiền từ âm nhạc. Lấy tay phải nuôi tay trái. Chính xác. Ngồi nói chuyện với nhau anh Ngào bảo kiểu sau này xa cơ lỡ vận tao lo cho ba thằng chúng mày công việc ổn định 10 triệu một tháng. Cái việc đấy vẫn cam kết được. Trong công trường được đúng không? Đúng. Cũng có nhiều việc phải làm đúng không? Vâng. Anh Tuấn Hùng, bây giờ anh còn làm công việc kiến trúc và xây dựng không ạ? Mình vẫn làm công việc kiến trúc. Đó là cái ngành học mình với cả là mình cũng yêu thích cái môn đấy. Nó cũng là một cái môn cũng gắn với cả nghệ thuật mà. Chứ không phải là che giấu đi cái sự gọi là lo ngại của mình trong quãng thời gian đầu tiên là làm sao mà sống được bằng âm nhạc đây đúng không? À, cái đấy là một câu chuyện khác nhá. Cách đây khoảng 18 năm khi mà Bức Tường tham dự cái chương trình Người Đương Thời của chị Tạ Bích Loan ấy, thì đã có một cái câu nói ở trên đó, đó là khi mà người khác thì chơi nhạc để kiếm tiền thì chúng tôi kiếm tiền để chơi nhạc. Đối với cả âm nhạc ấy, mình cư xử với nó với một thái độ rất là nghiêm túc và chuyên nghiệp mà rất nhiều người ta không biết là mình đã đang làm một công việc khác. Em xin phép được hỏi tất cả các thành viên đang có mặt ở trên sân khấu của band Bức Tường bây giờ là ai vẫn còn đang đi làm công việc tay phải của mình thay vì âm nhạc ạ? Mọi người giơ tay giúp em được không ạ? Vẫn làm. Anh Đức thì sao? Anh Đức bây giờ là âm nhạc riêng rồi đấy ạ. Vâng, hiện tại em đang toàn bộ công việc của em là âm nhạc. Anh Minh thì sao? Anh vẫn đang theo âm nhạc bình thường chứ đúng không ạ? Vâng, hiện tại thì em vẫn làm công việc chính là về âm nhạc. Vâng, và ngày hôm nay thì đi thì các anh em cũng có thỏa thuận là đấy thì đi giúp đỡ chút đấy đúng không? Nói chung cứ ngoan là được anh ạ. Quay trở lại với Đa Láp, bạn học thì học trường Đại học Giao thông Vận tải đúng không ạ? Vâng. Đấy là điều mà tôi cũng tránh hỏi, nếu mà chẳng may hỏi lúc lại cũng tính tiền hỏi. Anh cứ yên tâm, hôm nay là free cho anh cũng phải anh biểu giá, anh thích hỏi cái gì bọn em trả lời tất. Ok. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu bạn còn nhớ không ạ? Nhớ như in luôn. Vâng, đó là... Em có thể tả lại là đấy là một sân khấu thi tiếng hát sinh viên của trường Giao thông Vận tải. Đấy là một tiết mục mà em hát với một bạn ở trong lớp. Em đọc rap và bạn kia bạn hát đoạn điệp khúc. Khi đứng ở trong cánh gà ấy, mình hồi đấy là hát nhạc rap rồi thì mình cũng ăn mặc cho nó phù hợp với áo vàng, quần ngắn rồi là mũ. Đây. Xong rồi. Thế là đứng ở trong đấy thì các bạn ấy hát tiếng hát sinh viên thì các bạn ấy áo sơ mi cắm thùng. Kiểu không thuộc về nơi này. Không thuộc. Xong rồi em nhớ là lúc mà em đứng ở trong cánh gà em bước ra ngoài ấy, thì là ở dưới cái đèn vàng ấy, nó chiếu vào mắt. Thế là lần đầu tiên có cái cảm giác đấy, nó rất là chói mắt, cái cảm giác hai đầu gối nó rung một lúc rồi không cảm thấy chân mình đâu ấy. Rung là vì sân khấu rung hay là rung từ trong rung ra? Mình là quá run luôn ấy. Là thế nhưng mà khi mà nhạc lên, nó chuẩn bị đến cái chỗ mà mình định hát rồi, lúc mà mình chuẩn bị cất lên lời, cảm giác nó rất là khó, cảm giác không còn là chính mình luôn ấy, kiểu sắp ngất nơi ấy. Nhưng mà xong rất là cố gắng để cất cái lời đầu tiên mà em hát được mấy câu đầu tiên, xong mọi thứ nó bắt đầu quay trở lại trong đầu. Thì cái cảm giác đấy nó là cái cảm giác cực kỳ sung sướng. Kết quả thì thế nào? Bởi vì đấy là cuộc thi. Vâng. Thế xong rồi loại luôn. Cũng có người giải thích với em là không phải là vì hát dở hát đấy mà đấy, nhưng mà nó chưa phù hợp thôi. Anh Tuấn Hùng ạ, anh có chia sẻ được cái cảm xúc lần đầu tiên anh có bị run ở hai đầu gối không? Có vấn đề gì với hai đầu gối trong buổi diễn đầu tiên không ạ? Không run ở đầu gối mà run ở chỗ khác.